Đây, bây giờ mình sẽ đi ăn nè. Mình cắn thử một miếng nấm nè ha. Ngon quá. Trong này mình chiên gồm có nè, trứng nè, cơm nè, nấm nè, tôm nè. Mình chiên bơ nha. Chiên bằng cái bơ á, bơ tàu đó. Rồi, với lại mình với lại mình bỏ gia vị gồm có nè, bột tỏi nè, bột của cái cọng mà giống cái cọng cần, cái cọng ngò á, giống cọng ngò rí mà không phải là cọng ngò rí, ba lại ba Ashley gì á, gì ở bên tiếng Việt nó kêu cọng gì quên mất rồi, của ngoài người mấy người Bắc họ ăn à. Rồi bây giờ ở đây là mình sẽ ăn nha, mời cả nhà mình cũng ăn nha. Năm bù ăn luôn á, ngọt ngon quá. Xong rồi ăn cơm nó đã gì đâu, ăn đặc biệt có dưa mắm của dì Nguyệt nữa nè. Dì Nguyệt 89 tuổi rồi mà vẫn còn lại đi làm dưa mắm cho mình nè. Qua làm chị quét con cái nhà, lau cái nhà cái gì, còn gì nấu cơm gì và làm sẵn đồ ăn hết, gì mời mình ăn luôn. Nó làm sướng không? Bữa nào mình sẽ quay mình với Duy Nguyệt ngồi ăn ha, cho mọi người coi để nói mà mọi người không tin. Rồi giờ mình cho miếng canh đậu bắp nè, trái đậu bắp nữa, ớt cà để nói không đúng với con mình nó rầy. Đã quá, nghe nó giòn giòn ngon sợ luôn. Rồi, gặp lại video kế tiếp nha. Bye bye, bye bye, bye bye. Việt Nam là bye bye, bye bye. Này, bye bye. Đúng không, mọi người?